Câu số 2 Con muốn hỏi sư là khi tâm mình khởi lên các ác nghiệp Nhưng thân khẩu không tạo ác nghiệp Thì mình phải chịu quả báo thế nào Và sư cho con cách để diệt trừ tâm ác khi khởi lên Con muốn hỏi rằng thân khẩu ý cái nào chịu quả báo nặng nhất Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm chủ, tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo à, tâm làm trong kinh pháp cứu tâm làm chủ tâm dẫn đầu ngay từ khi mà mình có cái ý nghĩa bất thiện là khi đó mình đã tạo ác nghiệp rồi không chờ mình phải làm ra thân hoặc khẩu đâu khi nào đó mà mình làm nó ra thân hoặc khẩu á, thì tức là cái ý trong cái ý nghiệp á, nó nó trở nên nó thôi thúc nó trở nên nó mạnh mẽ thì nó mới đủ để nó tác động đến thân và khẩu. Xin lấy ví dụ như à, mình nhìn thấy cái tờ tiền ở trên bàn mình có suy nghĩ tham cái tờ tiền đó mình muốn lấy cái tờ tiền đó nhưng nó chỉ là cái suy nghĩ trong đầu thôi thì cái chủ ý cái quyết tâm của mình, xin nói cái quyết tâm của mình nó rất là nhẹ, nó nhẹ đến cái mức là mình chỉ đơn giản mình nghĩ chơi trong đầu thôi nên phải chi mình có, ví dụ có cái cái tiền đó thì nó nó cũng hay nhưng mà cái quyết tâm tạm gọi từ quyết tâm, cái quyết tâm của mình nó nó rất là nhẹ thôi, nó vẫn là ác nghiệp nhưng mà nó rất là nhẹ nhưng mà khi cái quyết tâm nó trở nên nó mạnh hơn ấy, thì mình có thể là mình buộc miệng ra mình nói nhưng mà khi nó quyết tâm nó sẽ mạnh hơn mạnh hơn còn trong đầu thì như vậy khi cái quyết tâm nó mạnh hơn như vậy đó thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn rồi nó khi nó thôi thúc mạnh hơn nữa thì mình mới dẫn đến cái chuyện là mình ăn trộm thì như vậy đó là khi mà nó ra thân hoặc ra khẩu tức là gì tức là cái ý nghiệp nó phải mạnh tới một cái mức độ nhất định thì mình mới làm ra cái ý nghiệp à, làm ra cái thân và khẩu tức là mình mới đưa ra cái lời nói hoặc cái hành động à, cho nên à, khi mà mình đã có cái ý ác á, thì mình đã tạo ác nghiệp rồi nhưng mà do cái quyết tâm mà do cái quyết tâm À, cái tâm của mình ấy, nó còn yếu à, cái tâm ác của mình nó còn yếu cho nên cái nghiệp nó cũng tương ứng y chang là mình làm thôi nhưng mà cái nghiệp nó sẽ rất là yếu nó sẽ yếu hơn là khi mà mình bị thôi thúc mạnh hơn nặng hơn để mình đưa ra cái hành động thì như vậy cái nghiệp nó sẽ nặng hơn rất là nhiều đơn giản như vậy thôi